Rồi tiếp theo video của cái bài cái website bằng platform á, thì bây giờ tôi sẽ nói về cái một số cái khái niệm về content nha. Thì khái niệm content trong đây thì tôi sẽ ghi ra cho bạn rồi. Thì content bay trong đấy nó có cái header thì đa số tất cả các bay ấy, cái header đều giống nhau hết, tùy một số trường hợp đặc biệt người dùng họ thích là trang này header khác, trang kia header khác, thì cái đó mình vẫn làm được nhưng mà ít lắm. Rồi tiếp theo là tới cái phần content tĩnh. Tĩnh là content, tĩnh là chính là cái headline, giống như là cái content này phải mình khi mình sửa phải phải vô trực tiếp cái bay để sửa, nghĩa là edit trực tiếp cái bay để sửa. Ví dụ muốn sửa cái chữ chương trình học này phải edit cái bay này, sửa trực tiếp trên bay này, nội dung muốn sửa trực tiếp trên bay ấy, là cái content tĩnh. Bay nào sửa bay đó, content của nội dung bay nào sửa bay đó. Đó. Rồi tiếp theo tới content tiếp theo là content động local. Động local là mình không sửa trực tiếp tại cái bay đó được, ngay bay đó, ngay cái bay đó vẫn có, mình khi mình edit mình sửa thì nó vẫn hiện ra, hiện ra cái vị trí, hiện ra là cái vị trí tại đó là nó định nghĩa là gọi cái sản phẩm mới nhất. Nhưng muốn sửa những cái sản phẩm mới nhất và muốn muốn mà thêm nội dung vô trong đây, ví dụ mình muốn thêm sản phẩm mới vô trong cái nguồn dữ liệu này thì mình phải vô trực tiếp trong cái phần quản lý là về sản phẩm Google không mệt, ví dụ sản phẩm mới nhất là Google không mệt, hoặc ngay vùng này nó mới chứa về cái phần về tin tức thì mình sẽ vô bot để mình sửa tại bot quản lý nó, vô đúng phần quản lý nó để sửa. Thì cái đó gọi là content, này gọi là content động, nghĩa là khi mình đăng dữ liệu vô phần bot là tự động ở đây nó sẽ thay đổi dữ liệu ngay chỗ cái vùng này. Hay còn tên động là tên là nội tên, nghĩa là cái này dữ liệu được gọi từ một cái trang khác bên ngoài website, bên ngoài website là như gọi từ một cái trang YouTube hoặc là một cái trang nhạc, một cái trang gì đó gọi như nhúng có tiêu đây, thì mình muốn thay đổi nội dung của video này thì mình phải lên YouTube mình lấy cái video khác rồi mình vô trong cái bay của cái thằng mình sửa để mình nhúng lại cái video mới đó. Và footer đa số tất cả các bay đều giống nhau, tùy trường hợp nó khác nhau, tùy trường hợp thôi, đa số là giống nhau hết. Thì đầu tiên mình phải hiểu phân biệt được, khi mà mình phân tích một cái bay mình không biết được, từ chỗ đó mình sẽ xài content tĩnh, content động không thứ đó để mình biết là mình làm. Thì từ cái này đi đây tôi có một số cái phân tích này là xong rồi, nên tôi không phân tích dạng content tĩnh động, tôi cứ phân tích là xài cái công cụ nào thôi. Trên cái Google Drive tôi share cho các bạn có file này các bạn đào về coi ha. Trong Google Drive tôi có share các file này, tôi cũng share ra mình hiểu được cái lý thuyết đó. Rồi từ đây cái phân tích từ đây, cái này là cái live show này, đầu tiên cái live show đó, cái live show thì cái live show mình sẽ làm như thế nào. Mình phân tích cái live show này là mình sẽ xài, đối với cái live show mình sẽ xài này, đây live show mình sẽ xài content tĩnh, content động cũng được, hai hai cách. Tĩnh là xài trực tiếp trên bay luôn, kêu tĩnh. Còn động á là mình sử dụng một cái plugin khác cài vô, rồi sau đó mình tạo cái ladder, tạo cái ladder xong rồi mình sẽ lấy cái ladder đó mình nhúng vô ngay chỗ cái vị trí này, đó là content động. Muốn sửa phải vô phần ladder đó, vô phần quản lý ladder đó sửa ha. Rồi tiếp theo chương trình học đây, chương trình học ở đây là đã nói là content tĩnh đây, hôm nay không làm động được, này là một cái chữ gì thôi, làm động chứ ai, đâu có ai quản lý có con chữ gì thôi. Rồi này là mình làm, có thể là cái này là trong cái platform nó khi mà nó gọi cái bài post ra thì nó không có kiểu, cái kiểu hiển thị không có kiểu này, cho nên ở chỗ đây người ta sẽ sử dụng content tên tỉnh. Ở tên tỉnh đây xài gì? Ở đây nó xài cái gì thì trong cái file phân tích này nó có nè. Xuống đây nó xài gì đây? Nó xài cái inbox. Inbox. Rồi tiếp theo, như vậy, vậy. Đây là cũng có content. Đây cũng là content. Đây này là content tên tỉnh luôn. Đây không có cái nào để quản lý cái tab này riêng được, quản lý trực tiếp trên bay luôn. Cho nên cái này gọi xài là dạng, ở đây nó xài công cụ gì? Ở đây nó xài công cụ Accordion, nó Accordion để mà nó gọi dữ liệu ra. Đó. Rồi tiếp theo đội ngũ nhân viên, đội ngũ nhân viên đây, dữ liệu gọi ra cũng giống như trên này thôi,
giống như ở trên này, nhưng mà dưới đây có bách rau thôi, cái gì hết. Thì các em muốn xài cái thì mày bóc ha. À, rồi tiếp theo đây, từ viền ảnh là video, ở đây là xài cái nhúng từ YouTube, là xài cái content thì nhúng code vô thôi, nhúng code là chỉ là nhúng code. Ở đây cũng vậy, đây là content tỉnh luôn, lên video nhúng lên vô thôi. Ở đây là content động nè, tại vì dữ liệu đây khi mà mình thay đổi cái tin tức mới tự động ở đây nó sẽ thay đổi theo, còn đây là nó cố định luôn rồi, nằm đây đâu muốn đổi thì phải edit trực tiếp lên cái bài này. Ở đây cũng vậy, ở đây là có hai loại này, ở đây có hai loại tỉnh động thì xài cũng xài này được nha. Đây là cái file phân tích xài gì, đây là cái này là nó có cái slider rồi rau bách rau session này, có những mọi cái tôi có phân tích hết cho bạn. Còn cái video thì xài cái test, tại sao phải xài cái test, cái test đỡ được nhúng code thì phải xài test, khi mà nhúng code là phải xài cái test vậy như vậy. Rồi đây cũng vậy, đây là nó như vậy, footer tiếp tục. Rồi đó là cái phần phân tích của tôi kết thúc ở đây nha, tôi kết thúc ở đây. Rồi và video tiếp theo là tôi sẽ đi từng chi tiết, từng thiết kế từng phần, đầu tiên sẽ có cái slider này. Slider sẽ có làm hai trường hợp luôn, trường hợp tĩnh, trường hợp động đó. Và tiếp theo tôi sẽ làm tiếp cho nó hoàn thành cái trang chủ này luôn nha. Và kết thúc cái video phân tích này, video này là video phân tích cái trang web luôn nha.